nhà em ở đâu? Không, em đi bộ, nhưng hôm nay đi có việc nên phải đi xe. Nhà nó ở ngõ 50 Chính Nhân, đây muộn rồi, tên của cô phượng. Mấy ở chỗ anh này mấy cái? Hai ạ, hai tháng. Lấy cho bạn cái gì được đấy. Nha đây, đây. Thông báo là đến Thanh Mai học thì còn được mang tác phẩm về, nhé, đúng không? Đến Thanh Mai học mang tác phẩm về. Bạn, bạn tên là gì? Em tên là Đậu. Đậu à? Điệu. Tên hay nhỉ thầy nhỉ? Điệu Thị Đậu. Đậu. Đấy. Cái tên là Điệu Thị Đậu. Điệu Thị Đậu. Thôi nhưng đúng là Điệu Thị Đậu.